Mến chào các em, cô tên là Dương Thanh Thiên Dương, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, huyện Bến Lức. Cô rất hân hạnh khi được đồng hành cùng các em trong bộ môn lịch sử lớp 8 với chủ đề Sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20. Bây giờ, cô mời các em cùng tìm hiểu chủ đề này nhé. Chủ đề Sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20 có hai phần chính chúng ta cần tìm hiểu. Thứ nhất, sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20. Thứ hai, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20. Cô mời các em cùng đến với phần 1, sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20. Trong phần này có 3 phần nhỏ chúng ta cần tìm hiểu. Một nhỏ, các thành tựu tiêu biểu về kỹ thuật. Hai nhỏ, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ba nhỏ, thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật. Trong thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20, có những thành tựu tiêu biểu gì về kỹ thuật? Cô mời các em đến với phần một nhỏ, các thành tựu tiêu biểu về kỹ thuật. Trong lĩnh vực công nghiệp, các nhà khoa học Anh và ở các nước Âu Mỹ đã đạt được những thành tựu trong kỹ thuật luyện kim, làm tăng nhanh sản xuất thép, máy chế tạo công cụ được ra đời và máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. Trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc đã đạt được những thành tựu và đã ứng dụng trong đời sống. Vào năm 1807, Fulton đã đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên, thúc đẩy ngành giao thông vận tải biển phát triển. Xe lửa đã trở thành một trong những phương tiện giao thông quan trọng và ngày càng phát triển. Stephenson là người đầu tiên chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt, kéo được 8 toa, đạt vận tốc 6 km/h. Vậy thành tựu thứ hai trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc là vào năm 1814, Stephenson đã chế tạo thành công xe lửa chạy trên đường sắt, mở ra thời kỳ phát triển cho ngành đường sắt ở châu Âu và thế giới. Để thuận tiện cho việc liên lạc, các nhà phát minh ở Nga và Mỹ đã cho ra đời máy điện tín. Vào năm 1832, Mommsen đã nghiên cứu, sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm. Thành tựu thứ ba trong lĩnh vực giao thông vận tải thông tin liên lạc là máy điện tín đã được phát minh ở Nga và Mỹ. Mommsen đã sáng tạo bảng chữ cái cho máy điện tín. Đây là hình ảnh chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới đã thực hiện một chuyến bay thành công vào ngày 17 tháng 12 năm 1903. Chiếc máy bay đã bay được 40 mét trong 12 giây trên không trung do hai anh em người Mỹ là Ovin và Wilbur Wright sáng chế thử nghiệm. Vậy đến đầu thế kỷ 20 thì điện tín, điện thoại, radar, hàng không đã được đưa vào sử dụng. Trong nông nghiệp, có nhiều tiến bộ về kỹ thuật và phương pháp canh tác. Trong quân sự, nhiều vũ khí mới đã được sản xuất như đại bác, súng trường, ngư lôi, phục vụ cho chiến tranh. Trong các lĩnh vực khác như hóa học, sinh học, khoa học về trái đất đạt được những thành tựu to lớn. Về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có những tiến bộ gì? Cô mời các em đến với phần 2 nhỏ, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Mời các em đến với phần A nhỏ, tìm hiểu những tiến bộ về khoa học tự nhiên. Trong phần này, các em nhớ được tên của các nhà phát minh và những thành tựu của họ. Cô mời các em cùng tìm hiểu các nhà phát minh và thành tựu của họ nhé. Newton là nhà toán học, nhà vật lý, thiên văn học, thần học và là tác giả người Anh. Ông đã khám phá ra thuyết vạn vật hấp dẫn, khẳng định rằng mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau. Lomonosov là một nhà bác học người Nga, nhà khoa học, nhà văn. Vào năm 1756, ông đã đề ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng. Buckinger là nhà giải phẫu và sinh lý học người Cộng hòa Séc. Ông đã khám phá bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật, miêu tả các tính chất của tế bào, cũng như giải thích nguồn gốc của sự sống bắt nguồn từ tế bào. Darwin là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi vật đều tiến hóa theo thời gian
gọi là thuyết tiến hóa và di truyền. Einstein là một nhà khoa học, nhà vật lý. Ông đã phát triển lý thuyết tương đối, đưa ngành vật lý lên một tầm cao mới. Ông được giải Nobel vào năm 1921. Tổng hợp lại những tiến bộ về khoa học tự nhiên, có các nhà phát minh và thành tựu như sau: Newton, thuyết vạn vật hấp dẫn; Lomonosov, định luật bảo toàn vật chất và năng lượng; Huygens, khám phá bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống mô động vật; Darwin, thuyết tiến hóa và di truyền; Einstein với lý thuyết tương đối. Bên cạnh những tiến bộ của khoa học tự nhiên thì khoa học xã hội cũng có những thành tựu nổi bật. Mời các em đến với phần B nhỏ, những tiến bộ về khoa học xã hội. Trong phần này các em cũng cần nhớ tên và thành tựu của các nhà triết học. Về chủ nghĩa duy vật và biện chứng có Feuerbach và Hegel. Kinh tế chính trị học tư sản có Smith và Ricardo. Chủ nghĩa xã hội không tưởng đại diện có Saint-Simon, Fourier, Owen. Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học có Marx và Engels. Những tác phẩm văn học và nghệ thuật đã có những tác động tích cực đến xã hội, làm thay đổi tư tưởng của con người và phục vụ cho cuộc đấu tranh chống phong kiến, giải phóng nhân dân bị áp bức. Như trong trào lưu triết học ánh sáng ở Pháp, các nhà tư tưởng như Voltaire, Montesquieu, Rousseau đã kịch liệt phê phán chế độ phong kiến lỗi thời. Trong thế kỷ 19, nhiều nhà văn tiến bộ còn vạch trần bộ mặt của xã hội tư bản, như trào lưu văn học nghệ thuật phê phán đã trở thành trào lưu văn học tiến bộ, trong đó tiêu biểu có Băng Giấc người Pháp, Lev Tolstoy ở Nga. Trong âm nhạc, nhiều thiên tài âm nhạc đã xuất hiện như Mozart ở Áo, Beethoven ở Đức, Tchaikovsky ở Nga. Các tác phẩm âm nhạc đã phản ánh được cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do. Trong hội họa, xuất hiện nhiều danh họa gắn liền với cách mạng và quần chúng. Goya được ca ngợi vì những tác phẩm đã phê phán bọn phong kiến và giáo hội, đặc biệt là tranh châm biếm. Văn học và nghệ thuật có những thành tựu gì? Trong đó có trào lưu triết học ánh sáng, trào lưu văn học hiện thực phê phán, các thiên tài về âm nhạc và các nhà danh họa. Sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20 đã tác động và làm thay đổi cuộc sống tư tưởng của con người. Những thành tựu này có tác động tích cực và tiêu cực như thế nào? Về phần tích cực, đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Về mặt tiêu cực, một vài thành tựu khoa học đã được con người sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại. Vì thế, với tham vọng mở rộng thị trường và thuộc địa, trong thế kỷ 20 đã bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới, lan rộng và gây những hậu quả mất mát không thể hàn gắn, bù đắp được cho đến ngày nay. Để hiểu hơn về hai cuộc chiến tranh này, cô mời các em tìm hiểu ở phần Hai La Mã, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20. Nguyên nhân vì sao dẫn đến hai cuộc chiến tranh này, mời các em đến với phần một nhỏ, nguyên nhân. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, vị trí về kinh tế của các nước có sự thay đổi. Các nước đế quốc già như Anh, Pháp, vị trí về kinh tế bị giảm, đứng hàng thứ ba và thứ tư trên thế giới, thì các nước đế quốc Mỹ, Đức là các nước đế quốc trẻ, vươn lên đứng thứ nhất, thứ nhì trên thế giới. Nhưng Anh và Pháp thì vẫn chiếm nhiều diện tích thuộc địa. Điều này làm cho các nước đế quốc ít thuộc địa, luôn muốn chia lại thị trường thế giới. Trong đó, nước Đức là nước hung hãn nhất. Về việc chia lại thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất cũng làm tăng thêm những mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. Vậy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 là cả hai cuộc chiến tranh ở thế kỷ 20 đều bùng nổ bắt nguồn từ mâu thuẫn của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. Mâu thuẫn đạt đến đỉnh cao dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Trước khi cuộc chiến tranh diễn ra, trên thế giới đều hình thành các khối quân sự kình địch nhau. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất cũng hình thành hai khối quân sự đối nghịch nhau, như là khối Liên minh năm 1882 và khối Hiệp ước năm 1907. Khối Liên minh gồm có nước Đức, Áo Hung và Italia. Khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp và Nga. Nguyên nhân tiếp theo là đã hình thành các khối quân sự đối nghịch
Trong chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918, khối liên minh và khối hiệp ước. Chúng ta cùng nhớ lại tình hình của các nước tư bản chủ nghĩa trước khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra, là các nước này đều chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 và 1933, làm cho sức sản xuất bị suy giảm và đời sống nhân dân rất khó khăn. Một số quốc gia như Anh, Pháp và Mỹ đã tiến hành cải cách kinh tế xã hội để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, thì một số quốc gia đã tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước như ở Đức, Italia và Nhật Bản. Khối nước này luôn có thái độ đối nghịch với các nước Anh, Pháp, Mỹ và luôn muốn thực hiện chiến tranh để chia lại thế giới. Nhưng cả hai khối nước này đều xem Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt. Nên khi chiến tranh diễn ra, các nước Anh, Pháp, Mỹ đều muốn Đức sẽ chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô. Nhưng khi so sánh và tương quan lực lượng, Đức lại đánh vào châu Âu trước. Khi nhận thấy cuộc chiến tranh lan rộng toàn thế giới và dưới sự kêu gọi của Liên Xô, vào tháng 1 năm 1942, khối đồng minh đã được thành lập. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1939 đến năm 1945, đã hình thành hai khối quân sự kình địch nhau là khối đồng minh và khối phát xít. Hai cuộc chiến tranh này diễn ra như thế nào? Cô mời các em đến với phần 2 nhỏ, diễn biến. Chúng ta cùng tìm hiểu về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất trước, từ năm 1914 đến năm 1918. Mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất với sự kiện ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Áo Hung bị ám sát bởi một phần tử khủng bố người Serbia. Đến ngày 28 tháng 7 năm 1914, Áo Hung tuyên chiến với Serbia là một nước đặt dưới sự bảo trợ của Nga. Nên đến ngày 1 tháng 8 năm 1914, Đức tuyên chiến với Nga, 3 tháng 8 Đức tuyên chiến với Pháp và 4 tháng 8 Anh tuyên chiến với Đức. Năm 1914, Đức tập trung lực lượng chủ yếu ở mặt trận phía Tây. Với kế hoạch đánh chớp nhoáng, Đức tấn công Pháp và Paris có nguy cơ bị uy hiếp. Ở mặt trận phía Đông, Nga cũng tấn công Đức để cứu nguy cho Pháp, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây chuyển sang mặt trận phía Đông để đánh Nga. Quân Nga phải rút lui, nhưng sau đó Đức cũng phải chuyển sang mặt trận phía Tây, nên đến năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe. Giai đoạn đầu, chiến tranh chỉ ở các nước châu Âu, nhưng sau đã lôi kéo thêm nhiều nước tham gia và dẫn đến chiến tranh thế giới. Từ mùa xuân năm 1917, phe hiệp ước bắt đầu phản công, nhiều loại vũ khí hiện đại đã được sử dụng và xe tăng đã được quân Anh sử dụng đầu tiên trong chiến tranh. Trong lúc cuộc chiến tranh diễn ra ác liệt, thì ngày 7 tháng 11 năm 1917, cách mạng tháng 10 thắng lợi ở Nga, nhà nước Xô Viết tuyên bố rút khỏi cuộc chiến tranh, ủng hộ cho hòa bình và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tháng 9 năm 1918, Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên tất cả các mặt trận. Ngày 9 tháng 11 năm 1918, cách mạng ở Đức bùng nổ. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918, các em cùng ghi nhớ các sự kiện tiêu biểu như sau. Năm 1914, Đức tập trung đánh mặt trận phía Tây. Năm 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự ở cả hai phe. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công. Đầu năm 1917 đến cuối năm 1918, phe hiệp ước phản công. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức đầu hàng không điều kiện. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra với quy mô lớn, thời gian dài và gây ra hậu quả nặng nề gấp nhiều lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất. Diễn biến của cuộc chiến tranh này ra sao? Mời các em cùng tìm hiểu ở phần B nhỏ, chiến tranh thế giới thứ hai. Ở mặt trận châu Âu và Bắc Phi, ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức tấn công Ba Lan. Tháng 9 năm 1940, Italia tấn công vào Ai Cập. Đến ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức tấn công Liên Xô. Ở mặt trận châu Á-Thái Bình Dương, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941,
Nhật Bản tấn công vào hạm đội của Mỹ ở Trân Châu Cảng, đảo Hawaii, chiến tranh lan rộng khắp thế giới. Hành động xâm lược của phe phát xít đã thúc đẩy các quốc gia trên thế giới cùng phối hợp với nhau trong một liên minh. Tháng 1 năm 1942, mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập. Đầu năm 1943, Hồng quân Liên Xô và Liên quân Mỹ-Anh liên tiếp mở nhiều cuộc phản công trên khắp tất cả các mặt trận. Tháng 5 năm 1943, Đức, Italia đầu hàng ở Bắc Phi. Năm 1944, Liên Xô được giải phóng. Đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9, tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đã ký văn kiện đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu dưới sự thất bại của Italia và Đức. Ở mặt trận châu Á-Thái Bình Dương, Liên Xô đã đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật Bản. Ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai, các em ghi nhớ các sự kiện như sau. Tháng 9 năm 1939, Đức tấn công Ba Lan. Tháng 9 năm 1940, Italia tấn công Ai Cập. 22 tháng 6 năm 1941, Đức tấn công Liên Xô. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật tấn công Mỹ ở Trân Châu Cảng. Tháng 1 năm 1942, mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập. Tháng 5 năm 1943, Đức và Italia đầu hàng ở Bắc Phi. Cuối năm 1944, Liên Xô được giải phóng. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Đức đầu hàng không điều kiện. Ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Hai cuộc chiến tranh thế giới kết thúc đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho nhân loại. Để biết kết cục của hai cuộc chiến tranh thế nào, mời các em đến với phần ba nhỏ, kết cục của hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20. A nhỏ, chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 đến năm 1918. 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, cơ sở vật chất bị tàn phá nặng nề, chi phí chiến tranh lên tới 85 tỷ đô la. Bản đồ thế giới được chia lại. Đức mất hết thuộc địa, phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển, nổi bật là thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga. Về phần chiến tranh thế giới thứ hai, mời các em đến với phần B nhỏ, chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Chủ nghĩa phát xít sụp đổ hoàn toàn, 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Đức bị chia cắt. Chiến tranh kết thúc dẫn đến những thay đổi căn bản của tình hình thế giới. Chủ đề sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20 và hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20 có các nội dung chính như sau. Thứ nhất, sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20. Thứ hai, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20. Trong phần 1, sự phát triển khoa học kỹ thuật thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 20. Các em cần ghi nhớ thành tựu về kỹ thuật, những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, những thành tựu về văn học và nghệ thuật. Trong phần thành tựu về kỹ thuật thì có thành tựu trong các lĩnh vực về công nghiệp nè, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, quân sự và nông nghiệp. Ở phần 2, hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20, nhớ được nguyên nhân, diễn biến, kết cục của hai cuộc chiến tranh. Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918, chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945. Mời các em cùng đến với phần luyện tập. Câu thứ nhất, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ 20 có tác dụng gì? A. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. B. Cơ giới hóa toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới. C. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. D. Dẫn đến khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Câu trả lời đúng ở câu số 1 này là câu C. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người.
Câu thứ hai, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20? A. Mâu thuẫn về thị trường thuộc địa. B. Thái tử Áo Hun bị ám sát. C. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. D. Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng. Câu đúng ở câu số 2 này là câu A. Mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa. Về phần hướng dẫn học sinh học ở nhà, các em tìm hiểu thêm hai vấn đề. Thứ nhất, sưu tầm hình ảnh, thông tin về các loại vũ khí hủy diệt các nước tham chiến sử dụng trong hai cuộc chiến tranh. Thứ hai, nhà khoa học Nobel đã nói, tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Em hiểu như thế nào về câu nói đó? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan, học tốt. Thân chào các em.